chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp thầm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỉ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khô đau hóa vui tình đôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có Phật tử hỏi rằng cứ mỗi năm vào tháng 7 mùa Du Lan báo hiếu phụ mẫu trọng ân, và sau mùa an cư kiết hạ của chư tăng, chúng con lại nghe đến những cái đại lễ như là trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ cho những hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn của Huyền Thất Tổ. Nhưng đệ tử chúng con chưa đủ duyên lành để hiểu thấu đáo về ý nghĩa của những buổi lễ này. Thầy có thể thầy lại có những cái trai đàn dược sư Thất Châu và là ý nghĩa như thế nào? Nếu có những Phật tử phát tâm dâng cúng những buổi trai đàn này thì sự lợi lạc về tâm linh cho tín chủ và các chư hương linh như thế nào? Mong thầy ban cho những lời pháp nhũ về vấn đề này để Phật tử được nương vào đó thọ trì và thực hiện theo lời Phật dạy. Ở đây có hai việc. Câu hỏi này có hai ý. Ý thứ nhất là cái lễ cầu siêu bạc độ cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn của Huyền Thất Tổ. Ý thứ hai là trai đàn dược sư có ý nghĩa như thế nào? Trong cái mùa Du Lan báo hiếu, cái mùa này gọi là mùa của những người con Phật, gọi là làm cái lễ tri ân và đền ân, hay gọi là mùa báo ân. Vậy thì mùa nào chúng ta báo ân được, còn mùa nào báo ân không được? Xin thưa, cái mùa nào cũng phải báo ân hết á, chứ không có nói cái mùa nào mà báo, mùa nào không báo hết á. Không lẽ là mùa này báo ân còn mùa kia báo đời. Cho nên là không có nói cái mùa nào không báo ân ấy. Nhưng mà cái mùa này gọi là cái thời tiết á, theo Ấn Độ đó thì mùa mưa đó là cái mùa âm. Nếu theo ngũ hành âm dương á, thì mùa nắng, mùa khô là mùa dương, mùa mưa ướt á, là mùa âm. Mà ẩm ướt á, thì các côn trùng nó sinh sôi nảy nở. Đây là một tiến trình tái sinh của quan gia trái chủ. Đây là một tiến trình tái sinh và cũng là tiến trình đòi nợ. Những người lớn tuổi phần lớn tới mùa âm này chết nhiều, bệnh tật và chết chóc. Như vậy chúng ta làm những cái lễ này là sau 3 tháng an cư kiết hạ, nó có cái truyền thống của Ngài Mục Kiền Liên thỉnh Phật dạy cho cái pháp gọi là báo hiếu. Như vậy thì Đức Phật dạy Vu Lan Bồn để mà Ngài Mục Kiền Liên biết cách báo hiếu cho mẹ của mình. Nhưng mà quý vị đặt câu hỏi ngược trở lại, tại sao cái câu nhất nhân hành đạo của Quyền Thăng mà Ngài Mục Kiền Liên tu đến lúc mà Ngài đầy cái thần thông gì đó, lục thông A-la-hán, Ngài cứu có được mẹ không? Không. Như vậy thì mình như thế này làm sao mà cứu nổi. Mình tu leo teo. Ngài tu nghe cái gì không? Còn mình tu leo teo. Mình hiểu vậy. Để chi vậy? Để mình biết rằng á, là mình còn phải làm một cái gì đó để phụ đề thêm, phải không? Chứ còn thật sự ra mình tu vậy làm sao cứu được cứu quyền thất tổ. Trong nhà Phật có cái câu ai ăn nấy no, ai tu đấy chứng, có ai tu dùm ai được đâu, phải không? Chứ vậy mà trong kinh Địa Tạng á, thì Đức Phật dạy là dầu rằng thân như cha với con cũng không bằng lòng chịu khổ thay nhau. Khi khổ không ai chịu thay cho ai được. Vậy thì cái lễ cầu siêu bạc độ này á, Đức Phật dạy cho Ngài Một Kiền Liên đó là ông phải dùng cái tâm thành của mình để cảm ứng cho được mẹ của ông. Và Phật dạy cho các người con phải có một cái tâm cảm ứng đến cha mẹ của mình đang sống hiện tiền. Nên như vậy gọi là hiếu đạo. Hiếu đạo có nghĩa là bản thân mình biết tu nhân học Phật, mình còn làm sao cảm hóa được cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình tu tập, chứ không phải là chỉ có mình tu tập không. Vậy thì cái đó là mức độ cảm ứng, cái đó là cầu siêu rồi đó. Vậy thì khi mình cảm ứng, giả sử như cha mẹ mình thương mình dữ lắm, cho nên thấy mình tội nghiệp quá, mình vì cha mẹ mình tội quá, cha mẹ mình chịu nổi không? Không, động lòng. Cái này là động. Nếu như mà cái câu dầu ông hiếu của ông cảm đến cửu thiên, lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vang đồn cho đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tụ tập cũng vô phương cứu tới mẹ ông, phải không? Vậy thì muốn cho cứu được mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Muốn cứu được mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Và chúng ta nghe cái chỗ này, vậy thì chư tăng có thần lực. Vậy cái công năng tu tập sau 3 tháng an cư kiết hạ, cái tâm định của chư tăng đó. Chứ còn bây giờ giả sử như Ngài Một Kiền Liên là đệ tử đắc lực của Phật, là tay phải tay trái của Phật. Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Một Kiền Liên là tay phải tay trái của Phật. Vậy tại sao mẹ của Ngài Một Kiền Liên mà Phật không cứu? Đức Phật có cứu được không? Dư sức cứu. Có điều Phật không làm việc đó. Đức Phật dư sức cứu nhưng Phật không làm việc đó. Cũng y như giờ con mình nó phạm tội, nếu như mình là tổng thống mình cứu nó được không? Được chứ. Nhưng mà không được làm vậy. Nếu mình làm vậy là cả đất nước này mình nói không ai nghe. Nếu con mình nó phạm tội mà ông tổng thống ký cái để cứu nó là mọi người ta không bao giờ tín nhiệm ông tổng thống nữa. Nếu Đức Phật mà đi cứu bà Thanh Đề thì Đức Phật trở thành cái người ban phước giáng họa. Đức Phật cũng không nói ai nghe. Vậy thì cái giáo pháp của Phật cũng phủ nhận luôn. Vì Ngài có cái tính riêng tư. Còn Ngài vì tất cả chúng sinh thì tội ai tôi chỉ cách cho làm, chứ người nào thì tội ai người đó chịu chứ. Như vậy chứ nếu như mà chúng ta hiểu rằng vậy thì con cầu Phật là Phật phải cứu con, điều này sai. Hiểu vậy sai. Mình phải theo quy luật nhân quả của mình, chứ không phải là mình thành tâm ngày nào mình cúng Phật hết, ngày nào mình cũng tha thiết với Phật hết là Phật cứu mình. Không có, mày ngu gần chết. Mày đừng có lại mày dọn dẹp giùm tao đi, mày mai mốt mà mày ngu cỡ này mốt mày đập tao nữa. Hiểu không? Mày khùng quá, mày dọn dẹp rồi mốt mày đập tao sao? Như vậy thì cái người tu là phải hiểu cho nó đàng hoàng. Chứ không phải là ngày nào mình cũng là ngoan ngoãn, mình thay nước, mình thắp nhang, mình ngồi dưới Phật, mình niệm Phật là mình bảo kê cho Phật, bảo kê cho mình là mai mốt Phật phải rước mình. Tào lao. Cái chỗ này phải hiểu cho đàng hoàng nha. Chứ đừng có tưởng là mình ngoan đạo kiểu đó đó thì gọi là Phật rước. Đừng nghĩ vậy. Nghĩ vậy là tội nghiệp dữ lắm. Tội cho thầy Xuân nữa. Phải không? Nhưng mà cái đó nó cũng đánh giá cho mình biết là tâm mình đã thành rồi đó. Nhưng vấn đề quan trọng là nghiệp của mình á, mình có hóa giải được hết hay không? Hay là mình vô dưới bàn Phật là Phật ngồi yên, Phật không nói chuyện gì hết, cho nên mình ngoan ngoãn, mình làm nó nhẹ nhàng thanh thang. Vừa bước ra ngoài thấy con chó nó yển ngay chỗ đó, bắt đầu mình la sùm ra, tụi bay đâu rồi? Tại sao tụi bay không dọn? Để tùm lum đây. Rồi xuống địa ngục rồi đó. Hồi nãy ở đây là thiên đàng, mới bước xuống đó là địa ngục rồi. Tại sao phải không? Tại vì mình nghĩ không phải, tại vì mình nghĩ là con cháu mình quá đời đông, tại sao cái việc này nó không chịu làm. Nó nói bà nội tới ngày trong phòng không bà nội nói chuyện với Phật không à, vậy mà bà nội bước ra khỏi đó là nội không còn là Phật nữa. Nếu bước vô chánh điện nội giống Phật lắm, mà ra chỗ đó rồi con cầu siêu nội hết nổi. Nội hết siêu. Thì cái lễ mà cầu siêu đó, đó là mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Cho nên á, nhờ quý thầy sau cái lễ an cư kiết hạ, quý thầy làm cái lễ là cầu siêu bạc độ chẩn tế. Ý muốn nói rằng theo truyền thống về mặt hình thức, đó là lời của Đức Phật dạy cho Ngài Một Kiền Liên, phải không? Rồi từ đó đó bắt đầu làm ra. Thì nay bài, mai vẽ, mốt thêm thắt vô, rồi bắt đầu riết rồi nó vậy á. Hiểu không? Hiểu không? Không hiểu sao hiểu, chứ thầy cũng không hiểu mà. Nhưng mà thầy đâu có dám nói nữa, tới đó hết rồi. Còn quý vị muốn nghĩ sao nghĩ. Cái này nó có cái tích vậy đó. Nhưng mà về sau thì tùy theo mỗi vị. Có vị có một đời sống tâm linh nhiều thì vị đó coi cái hình thức nó ít một chút, vấn đề quan trọng là tâm linh. Còn có nhiều người thì tâm linh nó ít một chút, hình thức nó nhiều một chút, là mình thấy vô trong đó không có tâm linh, thấy không? Có nhiều người giờ chỉ còn hình thức không, không còn tâm linh nữa. Cái việc này thì phải tùy theo cái người, để mà cũng đó là cái duyên của mình, có phước hay không để mình lập cái đàn chẩn tế này, nghe không? Chứ còn bây giờ mình nói đúng hay nói sai thầy không dám nói ạ. Nói là thầy chết trước. Cầu cũng không siêu. Người ta nói ếch chết vì cái miệng á. Thầy nói nữa là thầy chết không siêu. Thôi thầy nói tới đó thôi, để chết còn siêu. Nói vậy là để quý vị hiểu là tùy theo cái mức độ của mình, là mình hiểu rằng con trả về cái trạng thái nhân quả. Trả về trạng thái nhân quả để con làm lễ cầu siêu này. Con có ít thì con cầu là con biết con gửi cho cha mẹ con ít, hay là con gửi thân bằng quyến thuộc, hay cái lòng con gửi đến tất cả chư hương linh ít. Còn con có nhiều thì con gửi nhiều vậy thôi. Chứ còn cái lễ cầu siêu bạc độ này để con hiểu nó thì phải mổ xẻ từng phần. Tại sao thầy phải tụng kinh đó, tại sao thầy phải treo cái kia, tại sao thầy phải làm cái này. Cái việc đó miễn bàn đi. Cái việc đó là xưa bài nay vẽ, thầy vẽ tùm lum ra, mà mỗi thứ đều có ý nghĩa hết trơn á, thấy không? Nhưng mà mình không phải là cái lĩnh vực đó, cho nên là thôi. Nếu mà nghiên cứu thì còn bàn cãi nhiều lắm. Nhưng mà giờ á, nhà Phật của mình thì chia ra hai phần, lý và sự, phải không? Giả sử như giờ thầy đi giảng, nhưng mà để đáp ứng cho Phật tử mà đi tới nơi mà thầy cúng cơm giùm má con, thầy không biết cúng cơm, nói thầy dở ẹt, dở mà còn ẹt nữa. Thì thầy bắt đầu vô hướng qua thỉnh, thầy cũng thỉnh tới nơi luôn. Là sao? Thầy phải học chứ. À, dầu rằng thầy biết cái đó nó không phải là cái giải thoát, nhưng mà trước đây ta thỉnh mà thầy không thỉnh cho được, thầy cũng thỉnh tới luôn. Trời, tán dữ lắm mà. Cũng ý a ý à rồi tùm lum hết á. Nhưng mình biết cái đó không phải là truyền thống Phật giáo. Cái đó là truyền thống mà gần đây thôi. Nó phải tương thích với lại chúng sinh, là tùy thuận chúng sinh á. Trời ơi, vô mà nhất là miền Nam của mình đó nha, là vô cúng dông mà giống hát bội lắm. Cúng rồi nó đờn theo, phải không? Mà trời, thầy ru ghê lắm. Nhưng mà Tuấn không, rồi thế thầy nghĩ ôi sao mình kỳ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình không phải là cúng vậy, nhưng mà thật sự ra mình vừa mới sướng lên cái bắt đầu đờn nó vô, cái mình lên luôn. Trời, thầy cũng hò tới nữa. Nhưng mình biết cái đó là cái pháp thôi, chứ mình đừng có nghĩ nó là cái đó là cái phương tiện thôi. Mình đừng có cố chấp vào nó và mình cho nó là đúng rồi mê tín. Rồi mình cũng đừng nói nó là sai, để rồi mình phủ nhận rồi mình không làm, thấy không? Vấn đề mình làm là mình tạo cái duyên, cái chỉ là phương tiện thôi. Vì tất cả các pháp đều là phương tiện, cho nên cái này cũng là phương tiện, thấy không? Làm một cái cục gì treo cái tràng phan á, treo cục đó là để gọi là thượng phan á, là cái bảng đó là nó để là hôm nay ở đây nè có cái lễ hội thí thực cô hồn, mời thập nhị loại cô hồn đến đây để thọ thực, đúng không? Nghe kinh, đó, cái tràng phan đó vậy đó. Xong rồi cái thượng phan lên, xong rồi mới mốt xong cái đốt, tại vì cho ăn rồi. Cái bạn đó là bạn cáo phó, đó là cái bill vậy mà, thư mời xong đốt. Còn bây giờ đốt thôi có gì đâu, thì thư mời mình thu hồi lại, mình không mời nữa, qua ngày rồi. Có gì đâu mà phải mê tín, trời, có người sợ gần chết, có người nhiều cái vị mà không quên đốt cái đó đó. Rồi xong rồi về phải đi hỏi thầy, chứ thầy ơi giờ cái đó làm sao. Không có gì đâu, phải hiểu cho rõ là đơn giản thôi. Còn cửu quyền thất tổ, đồng bào tử nạn, chư hương linh gì, chiến sĩ trận vong gì có siêu hay không, đâu sao mình biết được. Thấy không, mình cầu siêu nhưng mà siêu hay không sao mình biết. Như bà Thanh Đề cũng vậy, nếu như mà trong cái cuốn Lương Hoàng Sám của mình á, 10 cái bài sám, 10 cái quyển mà đưa vô thành một cuốn á, thật sự ra đó là ông vua, ông lập ra cái đàn này, ông sám hối cho bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu bà ác quá đi, bà trẻ bà đẹp mà bà ác, cho nên bà chết, bà làm con xà tinh, mãng xà. Do mãng xà nó lớn quá cho nên trong cái vải của nó đó, nhiều cái côn trùng nó rút rỉa trong đó, đau quá bà rên la. Thì hồi đó bà dữ quá, bà giống như rắn mãng xà vậy đó, bà chết bà trở thành con đó. Vậy thì giờ này mình cứ nghĩ coi, mình cầu siêu mà cửu quyền thất tổ của mình siêu hay không. Thì hồi trưa thầy nói 3 vấn đề tiếp dẫn. Tự mình đã tiếp dẫn cho mình chưa? Mình cũng không biết tự tiếp dẫn, cho nên là bản thân mình tự dẫn vào cái đường xấu, đường ác là làm sao mình ra được. Cái thứ hai là những người thân của mình tiếp dẫn, mình có chịu đi hay không? Bạn mình rủ mình đi chùa mình có đi không? Thì cái này cũng vậy, quý thầy cầu siêu cho mình có chịu siêu không? Không chịu thôi thầy bó tay. Phải không? Thì cái thứ ba nữa là đời sống tâm linh của cái người đó nó cao hay thấp. Do vậy mà quý vị thường khi là thỉnh quý thầy là cái người gọi là cái người có cái đức độ để đi tụng kinh. Nhưng thật sự ra quý vị mà cứ thỉnh người đức độ đi tụng kinh thì mai mốt ông đức luôn. Không lo ông tụng kinh không, ông tu nữa thì đức luôn chứ. Còn hở mà cái giới mà đi tụng kinh không á thì gọi là thầy đám. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, cái nhu cầu của người này thỉnh được thì người kia phải thỉnh được. Nếu bây giờ thầy là cái người đi tụng kinh thì cái đám này thầy tụng mà đám kia thầy không tụng, cái nói cha nội đó giàu mới đi, chết không? Vậy thì còn đức nữa không hay đức luôn à? Mà hở mà thầy không đi thì làm thầy mà sao không đi được. Phật có người ta tới ta khóc rồi, ta kể thấy thương lắm, mà thầy nói giờ thôi thông cảm cho thầy đi, thầy cho đệ tử đi. Thầy nuôi đệ tử nhiều cũng có nhiều lý do, trong đó có một lý do nó thay thầy nó đi đám, đúng không? Nhưng mà thầy chỉ nó đi đám có nghĩa là nó là quá thân của thầy. Nhưng mà giả sử quý vị đến, quý vị thỉnh tăng có nghĩa là tăng là quá thân của Phật. Tăng là quá thân của Phật, còn các vị đệ tử là quá thân của thầy. Nó đến là theo cái lời thầy dạy, để nó đến, nó cúng cho người ta. Mà khi nó cúng là nó phải nghĩ tới thầy. Lúc đó là năng lượng của thầy đã tiếp dẫn cùng với nó, phải không? Cho nên thầy nói là quý vị Phật tử cũng phải vậy. Những cái đạo tràng trợ niệm giảng sanh thì nó đừng bao giờ rời khỏi một vị thầy. Vì cái vị thầy đó chính là cái điểm tựa để cho mình đi. Mình làm là vì thay thầy mà làm. Thầy con vì công việc Phật sự nhiều quá, mà khi mình cảm ứng đến thầy là năng lực của thầy đã có luôn đó. Còn tự nhiên mình lập ra một nhóm. Như vậy cái nhóm này là nhóm bản ngã nè. Nhóm này là chỉ có nhóm Phật với Pháp, không có tăng nè. Nhưng mà thầy nói đụng chạm dữ lắm à. Vì nhiều chỗ Phật tử giờ ngã mạng bự cổ tổ bố vậy đó. Bản thân mình có ông thầy cũng không có thèm thính nữa, tự mình làm thôi. Nói thôi con đi luôn đi con, một đi không trở lại. Cái chỗ đó là nguy hiểm lắm à. Vì Phật tử tự cho mình ngon hơn thầy, cái này là cái ngã mạng lớn. Thầy chỉ nói vậy thôi, chứ còn con thỉnh thỉnh không thỉnh thôi. Vì trong cuộc đời của thầy khi mà thầy hiểu được Pháp rồi đó, không biết có chứng hay không hay là lì không biết, nhưng mà khi thầy hiểu được Pháp rồi đó, thì thầy nói bây giờ thầy có giảng Pháp hay không giảng Pháp giống nhau, người ta cung kính hay người ta miệt thị giống nhau. Vì đối với thầy không nhúc nhích gì trơn á. Vì thành hay không là ở nơi thầy chứ không phải ở nơi người ta. Cho nên là thầy vấn đề quan trọng là thầy trị con ma trong đây nè, chứ còn con ma bên ngoài đối với thầy bình thường thôi. Thật sự ra quý vị mà ở trong đây giả sử như 100 người thương đi, mà chỉ có 1 người ghét thôi, quý vị thấy là 100 người thương là bình thường lắm, còn 1 người ghét là bất bình thường rồi. 1 người ghét là bất bình thường. Không nghĩ quý vị ăn cơm mà 1 ngày vậy quý vị ăn biết bao nhiêu thứ, Nhưng trong đó chỉ có một thứ có độc thôi, là nó làm cho quý vị mất bình thường, phải không? Trong chùa cũng vậy đó, vô chùa rất là đông vậy đó, quanh năm suốt tháng mà mọi người bình thường, không có chuyện gì xảy ra, vậy là mình thấy nó bình thường. Nhưng mà có một cái chọt vô đó, Nguyễn Thị Chọt là có chuyện liền, phải không? Là bắt đầu nó sốc liền. Nhưng mà nhờ cái đó đó để mình biết rằng mình tu có cao hay không. Chứ còn không mà không có mấy người này là mình không biết mình tu tới đâu. Mình tưởng mình tu ngon lắm, nhưng mà thực sự ra nó chọt vô một cái là banh chành hết trơn. Đồ mình toàn đồ dởm không. Đồ mình toàn đồ dởm, nó chọt cái là banh chành. Còn nếu như mình là kim cương á, là nó chọt vô không có đụng chỗ nào hết á. Vì kim cương là các cái thể của nó móc với nhau là cứng dữ lắm. Đập đâu có bể đâu, nó cứng dữ lắm. Tại sao vậy? Mọi người với nhau là tu hành và thương yêu và thắt chặt lắm. Hằng đằng này mình tu bở rẹt à, người ta đụng vô một cái là nó bể hết luôn á. Vậy là cái vỏ bên ngoài, là mình biết là sự hòa hợp của mình là chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Bên ngoài người ta thọt gậy vô là bể. Có những cái chùa như vậy. Từ cái chỗ đó mà thầy nói là thầy đi giảng nhiều lúc mà quý vị đừng có hỏi mấy chuyện thọt gậy. Thầy cũng trời thần lắm, thầy nói xong cái mốt thầy nói một lần đi không có ngày trở lại. Vì thầy nói xong rồi nói thôi thầy tiễn vong luôn. Là thầy siêu rồi đó. Thầy đâu có trở lại nữa đâu, không siêu. Thầy nói xong là thầy siêu luôn. Cái đó là ý nghĩa mà chẳng tới của siêu độ thôi con ha. Là mình hiểu vậy thôi, chứ mình hỏi là tại sao phải làm cái này, tại sao làm kia thì thôi, cái đó là nghi thức thôi. Xưa bài nay vẽ, nhưng nhớ mỗi thứ nó đều có lý do hết. Giả sử như mỗi cái câu chú là khai yết hầu chân ngôn, án bộ bộ đế rị và rị đa rị đắc tha răng a đa gia. Còn phổ triệu thỉnh chân ngôn cũng là nam mô bộ bộ đế rị và rị đa rị đắc tha răng a đa gia. Vậy thì cái chữ nam mô với chữ án giống nhau, tại sao chia ra làm hai? Một phổ triệu thỉnh, hai là khai yết hầu. Hay bó tay. Đâu biết đâu. Vì cái chữ án với chữ nam mô giống nhau. Hai cái chữ này giống nhau. Mà giờ nó là hai cái thần chú khác nhau. Rồi hỏi thầy tại sao? Thầy nói thầy đâu biết đâu. Thần chú mà. Nó là mật chú mà. Thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó thôi, mình hiểu cái ý nghĩa vậy thôi. Cái sĩ giờ nó nói vậy mình dễ hiểu nè. Nói cái này là cái nắp, nhưng mà giờ không có cái nắp, cái nó lấy cái này làm bông dụ. Lúc nào nó đậy mình kêu bằng nắp, lúc nào mà nó chơi vậy đó, nó làm cái chẹt cái này lăn lăn gọi là bông dụ vậy thôi. Cũng một cái thôi, nhưng mình dùng vào cái gì thì nó có chức năng gì. Còn nó nói cái này chọi gà, lúc mà gà là ui quất cái này chức năng của nó là chọi gà. Này cũng không hiểu cái nó là cái gì. Nhưng mình hiểu nó là cái tướng thì nó như vậy, nhưng mà cái dụng của nó là tùy theo cái người dùng. Từ cái chỗ đó mà lấy cái này, lấy bản kinh này cậu siêu thì là siêu, lấy bản kinh này cậu an thì nó là an. Chứ giờ hỏi tại sao kinh Phổ Môn cậu siêu được hay không, thầy nói mắc gì không? Kinh A Di Đà cậu an được không? Được chứ, tại vì mình đâu có hiểu gì đâu. Không hiểu gì hết. Còn nếu như mình hiểu là kinh A Di Đà thì khi mình đem mình cầu an thì tất cả mấy cái dông á, bệnh là do quan gia trái chủ, bệnh là do nghiệp. Như vậy mình đến mình tụng kinh mấy cái nghiệp đó nó siêu hết thì cái người đó an. Bây giờ mình lấy cái kinh cầu an mình tụng cho cái người cầu siêu thì dĩ nhiên kinh cầu an có nghĩa là cái gì? Mong cho cái hương linh đó có cái tâm từ bi giống như Bồ Tát Quan Thế Âm thì độ hết tất cả mấy cái quan gia trái chủ, thì nó siêu thì mình an, mà nó an thì mình siêu. Được không? Được không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu phải không? Quý vị hiểu, thầy chưa hiểu. Mấy cái đó khó lắm. Quý vị hiểu cần phải biết vậy. Chứ giờ thầy biết cầu an với cầu siêu là khác nhau là khác chỗ nào. Mà ngày xưa Đức Phật, có ai thỉnh Đức Phật đi cầu an cầu siêu không? Sao quý vị biết? Có sanh thờ Đức Phật đâu không biết. Thì thầy cũng vậy không? Quý vị không trả lời, thầy trả lời cũng trật lất thôi. Chẳng qua là mình phải đoán là cái thời Đức Phật chỉ đi khất thực vậy thôi. Nhưng mà chính cái sự tu tập của Ngài đã làm cho những người xung quanh an hết trơn. Chính những lời dạy của Ngài đã làm cho xã hội đó nó ổn định trở lại. Vì xã hội đó nó đang tùm lum hết trơn. Thì chính sự xuất hiện của Đức Phật đã làm cho xã hội đó ổn trở lại. Như vậy là cậu an rồi đó. Xã hội đó an rồi đó. Mà người sống an thì người khác siêu, vì nó siêu nó không quậy cho nên mình án. Rồi qua ý thứ hai là trai đàn dược sư Thất Châu. Thì cái trong này nè, cái trai đàn dược sư Thất Châu nó cũng có cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, phải không? Đức Phật Thích Ca dạy cho con lên trên ngồi cho nó ngay hàng, thẳng lối đàng hoàng, biết không? Mình đâu có làm chuyện ác đâu, mình ngồi xa chứ. Cho nên là cái trai đàn dược sư Thất Châu là cũng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, đúng không? Giới thiệu từ đây đi qua phương Đông, có một Đức Phật là dược sư Lưu Ly. Mà Đức Phật này thì có 12 cái lời nguyện rộng lớn để độ cho chúng sinh. Vậy thì trong cái tiểu thuyết Thoát Dòng Tục Lụy đó, thì Ngọc Lâm á, là cũng nhờ vào niệm Phật dược sư, trì chú dược sư, lại Phật dược sư mà chuyển hóa được cái nghiệp của mình. Đời trước xấu ghê lắm, đời sau không biết có đẹp hay không, không biết. Chỉ có một Thiên Kim Tiểu Thư chết giấc thôi. Từ cái chỗ này mình hiểu là nếu như mà Ngài Ngọc Lâm mà ông đẹp á, giống như Ngài A Nan á, thì đáng ra cái cô Tiểu Ngọc á, Tiểu Hồng gì đó, là đầy tớ của Thiên Kim á, nó vô là nó chết mê rồi. Đằng này không, nó nói ông thầy chảnh. Thấy không? Con Tiểu Hồng đó nó vô nó nói ông Thiên Kim ơi, có một ông thầy trong chùa ông chảnh lắm, không biết phải thầy Tâm Tịnh không? Trời ơi. Ông nói cái ông nội đó ông chảnh, kêu ông dọn dẹp có Thiên Kim Tiểu Thư đó. Ông nói Thiên Kim chứ mắc gì biểu tôi dọn dẹp. Tôi muốn dọn tôi dọn à. Tôi là dạng Kim Hòa Thượng. Chết không? Cái câu đó là câu oan nghiệt. Phải như ổng Ninh Thinh, nói gì nói kệ nó. Nó khùng mình đừng khùng. Đằng này nó nói ông trả lời lại, ông trả lời cho hơn nó một câu. Cái câu hơn đó chính là quan nghiệp của ông. Ông nói ông là dạng Kim Hòa Thượng, cho nên là Thiên Kim Tiểu Thư nó mới thắc mắc, cha nội nào mà chảnh dữ vậy. Vậy mà nó vô nó gặp ổng rồi nó nói em ơi giờ có tỷ kim cũng đúng nữa. Để ghê không? Nó lên luôn. Thấy không? Ông nói ông dạng kim là mới có 10.000 thôi. Thấy không? Là Thiên Kim Tiểu Thư nó vô nó dòm cái nó nói tỷ kim thầy chị cũng trả nữa mà không biết ông bán không. Từ cái chỗ này mà dược sư Thất Châu mình làm cái đàn đó là đúng ra là 49 ngày đêm. Là đốt 49 ngọn đèn mà ngọn nào ngọn nấy bằng cái thau này, đừng cho tắt. Ha? Đốt luôn suốt 49 ngày đêm để cầu gọi là gì? Giải nghiệp. Thì thật sự ra thầy có cái nhân duyên với Đức Phật dược sư. Không biết là thầy với Ngọc Lâm có anh em bạn bè gì không biết. Nhưng mà khi mà thầy trì chú dược sư á, Nam mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sát Sở Lưu Lô Thích Lưu Ly Pháp Lạc Bà Há Ra Xà Giá Đá Thái Đá Gia Đá Đế Tâm Bị Tâm Bồ Đà Tỏa Đá Gia Đá Điều Thang Bệ Sát Thầy Bệ Sát Sở Thâm Mũi Đế Tố Hai. Đó là khi mà thầy trì tụng đó là nó có cái câu ở sao nè: giải kiết giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Thầy khoái có nhiêu đó. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính đối trước Phật đài, cầu xin giải kết. Dược sư Phật tiêu tai duyên thọ. Dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện. Dược sư Phật. Vậy thì lúc mà thầy đi thầy sái tịnh cho ai đó, phần lớn thầy lấy cái bài đó thầy sái tịnh. Sái tịnh có nghĩa là mình lấy cái ly nước rồi nè, cái mình bắt ấn mình chúng đó vậy đó, này ta gọi là sái tịnh. Cái thầy lấy cái bông, thấy không? Bắt đầu thầy thầm nghĩ là con là Quán Âm, thấy không? Là con nhờ cái nước này với cái tâm thành của con trì cái bài chú đó, trì cái lời giải kết đó, xin giải quan gia trái chủ cho cái người này. Vậy đó bắt đầu thầy rưới thôi, chứ còn giải được hay không đâu biết. Đừng hỏi nữa. Đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà niềm tin linh tại ngã, bất linh tại ngã, có những cái quan gia trái chủ thì rưới vậy là nó đi, nó siêu đi. Tại vì sao vậy? Ở trong cái kinh Từ Bi Thủy Sám đó, thì cái nước đó là dòng suối đó, nó cứ chảy bình thường vậy. Nhưng mà đến lúc mà Ngài Ca Nạc Ca đó, biểu quốc sư Ngộ Đạt ra đó, phát cái nước ra rồi là nó hết. Vì cái nước đó nó chỉ giải nghiệp cho Quốc sư Ngộ Đạt thôi, phải không? Vậy là nước đó là nước cam lồ. Nhưng mà trước khi mà phát cái nước lên rửa đó thì bắt đầu cái mục ghẻ đó nói chuyện. Thấy chưa? Lúc này linh thiêng nữa không? Mở miệng nó nói luôn. Nó nói ông là cái người đọc sách, ông có biết câu chuyện của viên án Triệu Thố không? Nó biết. Cái nó tôi với ông á. Phải không? Viên án Triệu Thố là tôi với ông đó. Cái quan gia trái chủ đó tôi theo ông 10 kiếp rồi. Ghê chưa? Bây giờ cái dược sư Thất Châu nó cũng vậy thôi. Vấn đề quan trọng là khi mình làm mình thành tâm thì nó giải nghiệp tùy theo mức độ thành tâm của mình mà giải được hay không. Còn làm cái này nè, làm cái pháp hội này nè, là tâm của mình có thành hay không. Nhưng mà thầy nói ở góc độ khách quan mà nói đó, thì phần lớn khi mình tổ chức cái lễ đó đó, thì tất cả các quan gia trái chủ nó nương vào cái hình thức đó mà phần lớn nó được siêu. Nhớ nói phần lớn. Còn khi mà mình tin hay không, mình làm hay không, đó là việc của mình. Nhưng phần lớn nó siêu. Do vậy mà quý thầy và các cái đàn chẩn tế đó được rất nhiều người ưa chuộng. Và nhất là người Trung Hoa. Phong tục này phần lớn ở bên Trung Hoa truyền qua. Nhưng mà người Trung Hoa, quý vị để ý coi, đi tới đâu ha, phần lớn họ cúng bái dữ lắm. Mà nếu mà nói về cái phần giàu hơn người khác thì hầu như đi tới đâu họ cũng giàu hơn ta, cúng bái nhiều lắm. Phần lớn là mê tín. Nhớ nha, phần lớn nếu mình đem mình xét là mê tín. Nhưng cái phước đó đó, cái phước mà do mê tín nó sanh ra đó, vậy mà lại là nhiều đời nhiều kiếp cứ sanh ra chỗ nào giàu hơn người khác. Mà cái tính tình của người Hoa, không phải là thầy gốc Hoa thầy đi nói thấy không, mà cái tính tình của cái người Hoa lại là chịu cực chịu khổ ghê lắm. Thầy đi tới cái chỗ nào thầy cũng thấy China Thảo, phải không? Ở bên đây có không? Có. Mà làm luôn cái cổng nữa. Rồi mình đi các nước coi, Mỹ có không? Canada đi cái đất nước nào mình, những cái đất nước mà nó lớn là cái người ở đó không có giàu ăn, phải không? Người ta đi đến cái nước nào vì cái ý chí, cái nghị lực, chịu cực chịu khổ. Nhưng mà có điều cái niềm tin cũng lớn lắm. Trời, nó cúng có gốc cây nào cũng cúng hết trơn. Ông táo cũng cúng, lò voi cũng cúng. Cúng dữ lắm. Đốt với tiền vàng mã cũng dữ lắm. Nhưng mà hỏi thầy chứ, thầy về đốt cái tiền vàng mã đúng hay sai? Thầy nói đừng chơi hỏi kỳ cục. Hỏi kiểu đó khó đó là lắm. Vì sao vậy? Mít lòng. Vấn đề quan trọng của mình là mình muốn đốt mình đốt, không đốt thôi. Chứ giờ mà hỏi đúng hay sai thì nó là xưa bài nay vẽ. Vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ là mấy cái vong hồn quan gia trái chủ, nó thấy nó biết mình cho. Vì mình cho là cái tâm của mình thôi. Mình cho nó là nó đã hưởng được rồi. Còn nó hưởng nó xài được hay không đâu có biết đâu. Giờ này Việt Nam của mình nó mới ra cái loại giấy gì là nó cúng giấy đó. Cái giấy 50 nó mới ra nó cũng cúng luôn. Giờ này giấy tiền vàng bạc cũng có 50 luôn, giấy 500 có luôn. Tiền đô Mỹ hồi đó nó làm tiền giả đó là đô la âm phủ, có giấy 100 đô luôn. Vậy thì mình giờ mình hỏi thì sao? Với tiền vàng bạc đại ngày xưa, phải không? Vàng bạc lã trồng ngày xưa bây giờ không còn nữa. Không còn nữa. Thay vào đó những cái với tiền vàng bạc khác. Nhưng mình biết là cái thế giới của vong linh nó cũng vậy. Nó cứ nghĩ là nó xài được mà mình cho nó. Nhưng giờ mình biết đúng biết sai gì đâu. Nhưng cái nghi thức đó nó là một sự giao cảm giữa âm dương ha. Còn việc đó đúng hay sai, phước báo hay không, thì ý thầy muốn nói là nếu chúng ta làm thân tâm cung kính thì linh tại ngã, bất linh tại ngã. Có người, người ta cúng linh dữ lắm. Ở nhà tao mấy cái dòng nó phá dữ lắm. Cái thỉnh thầy là làm đàn dẫn tới hết. Mình sao trả lời được? Dám nói không có không? Mình dám nói không có không? Có. Mà nếu như mình nói có, mình phát huy vậy thì Phật giáo đi về đâu? Đi về cái chỗ đó luôn hả? Như vậy thì đừng nói không, cũng đừng nói có. Vì đó chỉ là phương tiện mà thôi, phải không? Chứ có khi thầy nói vậy nè, mình nếu không khéo mình làm đệ tớ của ma đó. Vì ma dương nó dữ lắm. Nó phá chỗ này, nó phá chỗ kia, nó đưa Phật giáo đến cái chỗ khác, phải không? cái mình lại đó mình làm cái mình thấy à cái chỗ này hết, cái nó quậy chỗ kia, cái mình tới đó mình làm cái hết, cái phá chỗ nọ. Vậy là mình con rối của nó, mình là con rối của nó. Tại vì nó muốn cho mình vậy, rồi bắt đầu tự nhiên cái mình đi theo cái đó rồi mất. Còn giả sử như thầy đi, là khi mà nó muốn cho thầy ngon là nó kích vô thầy, cái nó kích vô thầy, cái nó đưa nó kích cái ma lực, cái mọi người tới rầm rầm rộ rộ đưa mình lên, cái đầu mình theo cái ma tâm đó đó mình lên luôn, cái món làm cái nổ quỳnh xong luôn, hết chuyện ma đó. Mà mình chỉ là con rối của nó thôi. Cho nên là khi mà thầy dạy cái trường sinh học gọi là nhân điển, bây giờ nhiều cái nơi mở ra để cho người ta ngồi thiền theo trường sinh học, mở các luân xa, bắt đầu trợ giúp người khác bệnh đến mình ấn huyệt và mình truyền năng lượng để cho người khác hết bệnh. Nhiều cái chỗ thấy người này hết bệnh, người kia hết bệnh, mừng dữ lắm. Thầy nói coi chừng, ma mà nó chỉ cần búng ngón tay cái, nó cho người bệnh tới, nó cho mình chữa cho hết. Bắt đầu mình làm con rối của nó luôn. Cả một đời làm chuyện tào lao, cả một đời làm chuyện tào lao của nó thôi. Mình là con rối của nó mà, thấy không? Nó cho mình chữa hết bệnh là bắt đầu mình dính vô cái chỗ chữa hết bệnh, mà bản thân mình bệnh đây không biết nè. Bản thân của mình chỉ là con rối thôi. Vậy cái người tu á, không có chạy theo cái bên ngoài đó, mà người tu phải biết rằng mình ổn hay không ổn. Nếu mà chúng tôi mà hướng dẫn mọi người mà mọi người thấy ổn mà tôi không ổn, cái này là tôi có nên nói nữa không? Nói là càng ngu á. Mình nói là mình ngu. Vì sao vậy? Bản thân của mình không có an ổn, bản thân của mình không làm chủ được, mà mình tưởng là mình ngon, cái này ngu nè, thấy không? Cho nên từ chỗ đó mình muốn giúp người ta, mình muốn làm cái gì đó, mình tước xét mình coi ổn chưa. Tôi vậy đó. Cho nên là khi tôi lại tôi cầu siêu hay là tôi tụng kinh gì đó, phần lớn tôi làm cái nghi thức đó là phụ thôi, mà tôi hướng dẫn mọi người là chính. Cho nên là nhiều người ta cũng thích là tại vì tôi làm cái món khác, cái món của tôi nó không giống người ta. Vì người ta thỉnh lại là cứ tụng thôi, còn tôi thì không. Tôi lại tôi giải thích tại sao tôi tụng. Tôi tụng hương linh có siêu không? Rồi gia đình á, nghe tôi tụng á là có nghe hay không? Mọi người xung quanh bên ngoài có nghe hay không? Nếu không nghe tôi khỏi tụng sướng hơn. Thế thôi. Còn hỏi tôi tụng, lúc đó mọi người có chịu trách nhiệm là dàn xếp ở bên ngoài cho bà con đến đây để nghe tôi tụng một thời kinh rất là ngắn mà hương linh mới nghe được. Mình đến đây là vì hương linh hay mình đến đây là vì ăn nhậu, vì hỏi thăm? Nếu ăn nhậu hỏi thăm đi về đi, khỏi đến. Còn hỏi đến đây vì cái người mất thì khi tôi làm một cái lễ mọi người phải lắng nghe, mọi người phải lắng nghe. Như vậy thì tôi tụng. Còn hiếu sùm tôi nghĩ ngay chỗ đó. Nếu gia đình chịu tôi đến tụng, không chịu mượn thầy khác, tôi nghĩ. Đó. Rồi gia đình mà làm đồ chay thì tôi tới tôi cúng, làm đồ mặn ở nhà giái cúng luôn đi. Đó. Tại vì tôi để cầu siêu cho một chúng sinh mà quý vị giết bao nhiêu chúng sinh vậy thì tôi siêu gì? Đơn giản vậy thôi chứ tôi không chấp. Nhà tôi không có chấp mắc vậy đó. Quý vị muốn cúng gì cúng, nhưng mà nếu quý vị giết con này con kia cúng thì ở nhà cúng đi, đừng kêu tôi lại đó là cộng nghiệp. Là tôi không giết mà quý vị giết, mà tôi quan hỷ đến việc giết đó là tôi đồng lõa. Vì mọi một nghiệp ác nó có 40 tội, tự mình làm tội là 10, suối người ta làm là 20, thấy người ta làm mà mình không can là 30, mình quan hỷ đến việc đó 40. Tôi không quan hỷ. Nếu mà anh làm mặn anh cúng cũng đi, đừng kêu tôi. Kêu tôi lại làm chay. Có khi có nhiều gia đình làm 3 miếng chào để đó cho thầy cúng, thầy nói miễn làm nguyên một mâm, ơi hài lên đây thì mới cúng. Cúng kiểu đó cúng chi? Nó cứ nhiều chuyện. Quý vị ăn sao quý vị làm vậy, cúng xong đem xuống ăn, đúng không? Như vậy thì thầy cúng. Còn cứ làm 3 miếng chao với 3 chén cơm đó thầy gõ mỏ cúng nghỉ. Cúng kiểu đó thầy còn không thèm ăn nữa, đừng nói người chết. xem hình ảnh cái tại đâu thấy rõ. Không thấy rõ. Rồi, như vậy thì có hai cái chữ Phật này là có hai cái bộ. Nhân là người. Còn ở sau chữ Phật. Thấy không? Nhân là người. Còn cái bộ này á là bộ Phất. Phất á có nghĩa là lau chùi. Phất là lau chùi. Vậy thì cái người mà tự biết, cái người mà lau chùi dọn dẹp sạch sẽ những cái xấu xa của mình để cho mình sạch sẽ, mình tốt đẹp, thì cái này gọi là Phật. Nhưng quá trình lau chùi đó nó có ba quá trình. Tự lau chùi rồi nhờ người khác hay là biểu người khác lau chùi, rồi mình với người khác sạch luôn, gọi là viên mãn. Được chưa? Hiểu không? Giả sử như nhà mình lau chùi, nhà mình sạch rồi mà nhà kế bên nó dơm em mà nó bay bụi quá, đúng không? Mình lau chùi, khuyên mọi người xung quanh lau chùi, tất cả mọi cái nhà đều đẹp giống nhau hết, thì như vậy thì cái thành phố này nó sạch đẹp. Chứ còn có một nhà mình sạch đẹp mà xung quanh này bụi bặm không, thì nhà mình có lau cỡ nào nữa nó cũng không sạch. Cái chữ nhân, nhân là con người. Như vậy ta quy y Phật là ta trở về nương tựa để học hỏi cái con người này này, cái cách lau chùi của cái người này ra làm sao. Đức Phật là một con người. Đức Phật có tất cả những cái gì mà chúng sinh có, Ngài mới thể hiện ra thành chúng sinh. Như vậy thì ta muốn học để ta thành Phật cũng giống vậy thôi, đừng mê tín. Tự cứ mình cái ngu còn nguyên à. Sao mình đi qua hết cái đoạn cong queo này. Chữ này là chữ cung. Đoạn cong queo này chữ cung. Bắn hai phát. Nếu vậy thì giả sử như thầy mới nghĩ đến cái đoạn cong queo này là cuộc đời của Đức Thế Tôn cũng vậy thôi, đâu phải là Ngài dễ đâu. Thì mình cũng vậy thôi, mình đừng có tìm một cái con đường trơn láng, không có đâu. Chẳng những con đường cong queo gì nè mà nó còn chơi nó cắt nữa. Chứ phải mà cong queo mà nó êm luôn đâu. Vậy thì đến với con người này để ta học được cái lộ trình cong queo này, để ta biết được cuộc đời này nó không phải là dễ. Đức Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp Ngài bỏ thân mạng. Mình không có nói là tu gọi là tìm cái pháp môn dễ mà tu, trời ơi. Hiểu không? Thầy ngu cỡ nào mà từ nhỏ lớn giờ thầy học từ nhỏ, mà có những người không học gì mà thầy nói không chịu nghe. Nó không bao giờ nghe đĩa của thầy Xuân. Nội đó nó lộn xộn. Mà thầy học với cái lòng thương mọi người để đi giảng. Quý vị nghĩ coi, đã học thuộc bài đã khó rồi mà đi giảng người ta nghe dễ hay khó? Ôi, 100 người có một thôi đó. Chịu không? Hiểu không? Hỏi thầy biết liền nè. Đi giảng dễ hay khó? Trời ơi, làm dâu cho trăm họ đâu phải dễ đâu. Mà học để cho thuộc bài, mà qua cái bài đó, qua cái môn đó, để mà học cho nó qua thôi là trì da trúc vậy. Học nhớ mà để chỉ lại cho người ta. Dễ à? Dễ ăn à? Lòng thương lớn lắm. Vậy đó. Mà có nhiều người học xong rồi đóng cốc, ở luôn trống, không có đâu. Học xong lấy cái bằng về treo dàn bếp đó, rồi ngồi gõ mỏ. Trời ơi, uống công đàn na tính tí cho mình ăn học không? Nhiều lắm á, chứ không phải ít đâu quý vị. Đừng có tưởng chảy máu chất xám ở trong này. Dạy gần chết, dạy xong rồi về gõ mỏ. Trời, thôi cho mình nó đi gõ mỏ luôn đi, khỏi dạy. Nhưng mà còn đỡ hơn người không học gõ mỏ khác. Người có học gõ mỏ khác gõ nghe im hơn. Người không học gõ muốn bể mỏ nữa. Từ cái chỗ đó mình hiểu là khi mình đi giảng dạy để cho mọi người biết cái cách mà lau chùi. Đây nè, đây là tôi nè, hay là thầy nè, đây Phật nè. Nhưng mà cái người này nè, đi dạy bản thân của mình tự lau chùi và dạy cho mọi người lau chùi. Có người mình dạy cho nó hỏi thầy sạch chứ không dạy tôi. Trời ơi, chịu nổi đúng không? Nếu mà tôi thành Phật thì tôi vô nếu bạn rồi ai dạy ai. Tôi còn lộn xộn tôi dạy mày chứ. Tôi còn lộn xộn tôi mới dạy mấy đứa lộn xộn chứ. Từ cái chỗ đó mà mình nên hiểu cái này là chia sẻ với nhau, mà mình phải biết cách chứ không phải dễ đâu à. Chứ mình tưởng mình ngon là mình dạy mấy người lộn xộn sao được. Mình phải lộn xộn gần với nó. Giờ Hòa Thượng Từ Thông của nó là tôi về tôi hết dạy mấy đứa nhỏ được à. Những người mà mới sơ cơ học đạo tôi dạy không nổi. Vì sao vậy? Trời, tôi chỉ trên trời nó dưới đất nó không hiểu. Còn thầy thì mới ra trường quất luôn, từ dưới đất tới trên trời biết không? Cho nên là từ những cái đơn giản nhất với những cái sâu sắc nhất. Qua bên đây nói chuyện với thầy Tâm Tịnh là thầy lúc thầy đưa tôi lên trên trời là tôi lên đến luôn. Thầy đưa tôi lên Hoa Nghiêm đó, Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật tôi quất luôn. Vì bản thân của tôi được học và tôi được quân tập. Đến lúc mà nếu quý vị có khả năng tôi dạy mấy cái tầng trời tôi sướng lắm quý vị. Tôi thường lên đó chơi. Nhất là cõi trời sắc giới. Nếu là cõi trời sắc giới, tôi vào cái sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tôi vào cái nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tôi vào cái tam thiền là ly hỷ, nó không còn gì vui nữa. Và vào tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Và khi tôi vào các cái tầng này tôi sướng lắm. Nhưng mà tôi không muốn ở luôn trong. Vì tôi ở trong là quý vị nghĩ thấy luôn. Mà có nhiều lúc nó cũng dụ tôi ở trong. Vì mệt mỏi lắm. Thật sự. Một khi mà mình bị sốc gì đó, cái mệt mỏi cái mình vô trong cái cõi thứ ba này nè. Vì cõi này nó có ba tầng trời là thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Cái cõi này gọi là ngũ tịnh cư thiên. Cõi này là cõi Ana Hàm. Các vị này là bất lai, đang ở trong cõi trời sắc giới, ở trong ngũ tịnh cư thiên, ở trong cái cõi ly hỷ diệu lạc. Ngài rời khỏi cái hỷ để đạt được cái diệu. Ở trong đây rất là nhiều kiếp mà các ngài khỏi cần chứng A-la-hán. Khỏi chứng A-la-hán là phải rời khỏi là trong cái tâm niệm đó, là rời khỏi cái niệm luôn, gọi là ở đây là xả niệm thôi chứ chưa phải hết niệm. Cõi trời này còn ở sắc giới, vì cái cõi xả niệm thanh tịnh địa này nó tới 13 tầng trời này. Thì trời phước sanh, phước ái, quảng quả, nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức cho đến cõi trời Mahe Thủ La. Như vậy thì khi quý vị có thể học ba cõi thì tôi có điều kiện tôi cũng dạy, chứ không phải là tôi không có chứa trong đây làm gì, cài đặt trong đây để tôi dạy. Vì tôi biết tôi chứa muốn cũng mất hết, tôi giống bàn đặt. Ông bàn đặt là đời trước ông giỏi lắm, mà có điều cái ông làm hiểm thôi, ông dạy. Cho nên là tôi biết rồi, tôi biết trước là tôi không làm ông bàn đặt, tôi chỉ có bài đặt thôi. Cho nên là thầy ở đây ông cho tôi dạy có 3 buổi thôi, tôi nói là con cái miệng con mà dạy 3 buổi chắc con chết. Thầy cho con đêm nào cũng nói, 50 người cũng nói riết là vì mình nói đó là mình ôn lại, đúng không? Văn ôn võ luyện, mình không ôn nó quên mất á. Cho nên cái lượng học của mình nó nhiều ghê lắm, mà ngày nào tôi cũng phải ôn lại ba cái để tôi dạy. Nên là tôi ôn tới ôn luôn. Vậy là quý vị nhớ ha, chữ Phật không có gì gớm gớm. Chữ Phật chỉ là 2 bộ đơn giản, mà mình nên hiểu là bộ nhân là con người, không? Con người phải đứng lên, chứ còn cái nhân nằm á, nhân đi, nhân đứng gì đó, nhân nằm gì đó, nó bộ nhân nó gì nè, thấy không? Rồi nó còn gì nữa nè, thấy không? Bộ nhân nó vậy đó. Nhưng mà nhân này là nhân đứng nè. Thì con người phải tự đứng lên để tự lau sạch lấy mình, tự mình lau, đừng có đợi ai biểu đó. Vậy đó, mà giờ này sự tu học của mình mà không nhờ người khác, bản thân mình không có chịu tu đâu. Nói tôi dạy vậy còn quên tới quên lui. Biểu tự mình nhớ sao nhớ nổi, là có thầy nhắc còn không nhớ nữa. Tại mình không có thời gian. Cái thời gian của mình á, là cái gì nên, là cái gì không nên. Phần lớn trong năm thừa, trong ngũ thừa Phật giáo thì mình tu thừa thứ 6, đó là độ thừa. Mình không có thời gian. Mình tu cho mình chứ tu cho ai đâu mà không có thời gian. Vậy thời gian làm gì? Mắc kẹt này kẹt kia. Bản thân của mình chưa tự giác được là mình đòi giác tha, cái này sai nè. Bản thân mình chưa an ổn được là mình đòi mình giúp người khác. Cho nên từ lúc mà tôi thấy là mình đã an ổn chưa, tôi tự hỏi với mình an ổn chưa, thì mình thấy mình hơi an chút. Hơi an là mình đem cái an đó mình cho người ta. Mình đã giỏi chưa? Mình nói mình chưa có giỏi, nhưng mà mình hơi hiểu biết một chút, cho nên mình đem cái hiểu biết đó mình chia sẻ. Mà nhờ mình chia sẻ nó mới lớn. Chứ còn cái tư tưởng của đại thừa nó khác tư tưởng của tiểu thừa ở chỗ đó. Tại sao tôi vẫn còn dùng cái đại với cái tiểu? Vì cái tiểu là cái mà học rồi nó không chịu đi. Nó nói nó phải tu nữa, tu chừng nào chứng nó mới nói. Chưa chứng nó chưa nói, nó chưa chứng là rụt xương rồi. Giờ thầy Tâm Tịnh mới tới giờ này thầy mới có thể chạy khỏi nè, mà thầy đợi thầy tu chứng nữa tính rồi là giảng sanh quyết định đi luôn. Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Từ cái chỗ đó mà tôi học ra là tôi lo tôi đi dạy liền. Lúc mà tôi còn trong ghế nhà trường là tôi đi dạy rồi. Tôi còn là trên ghế nhà trường tôi đi dạy, chứ không phải là đợi tôi ra tôi tốt nghiệp đâu. Nhưng mà giờ tôi tốt nghiệp cái này là tôi đi học cái khác. Vì tôi đi học là để tôi dạy cho tôi đừng có mất, tôi đừng mất cái sở học. Tại tôi học là để tôi biết nhiều hơn, vì cái trong này rắc rối ghê lắm quý vị. Nó rắc rối đến nỗi mà nó có cái đường này thành Phật tôi trẻ thì được, mà tới chừng tôi đi đường này tôi không biết được ra. Bởi vì nó trọt mà. Cái đường nó đã cong rồi, cuộc đời này nó không có ngay. Tôi muốn sửa đổi cho tôi nó mà thật sự ra nó cong còn hơn cây cung rồi nữa. Nó ngoằn ngoèo vậy nè, mà nó càng ngoằn ngoèo ra lóc léo chừng nào là tôi càng hiểu về cái chữ cung này chừng đấy. Mà chữ cung là, mà nó nằm trong chữ cương, cương là tôi phải mạnh. Rồi hai cái chữ này là nếu mà chúng ta bỏ cái nét này nữa thì cái ba nét này gọi là chữ xuyên, là dòng sông đó, phải không? Chữ xuyên là dòng sông. Và tôi biết là tôi trở về nguồn á là tôi phải vậy, tôi phải như dòng sông như vậy, là đừng có bị cái gì nó cản lại. Nó cản lại là mình tìm cái chỗ xối, mình xối nhỏ nó cái là mình cho nó vỡ luôn. Cho nên là không có gì nó đắp mình là được. Mà hở nó đắp thì mình cứ yên ổn vậy đi, nó đắp mình đứng à, nó đắp mình đứng. Nhưng mà mình phải cho một cái nguồn mình nó chảy, mà không có cái gì đắp nổi nước đâu, cái gì đắp nổi nước. Cái sức nước đó, nó không có chống đối lại, nhưng mà cứ như thế nó càng lên và bởi hết tất cả. Mạnh lắm, nước nó mạnh, cái sức nước nó mạnh ghê lắm, mà không có cái gì mà có thể chiến thắng nổi nước đâu. Cái thế giới này mà quý vị nhìn cái nước này thôi thì quý vị cảm thấy rằng chém có đứt không? Không đứt, mạnh ghê không? Thấy không? Mà nó nâng thuyền lên được, ập thuyền xuống được. Và như thế chúng ta làm sao để chúng ta, nếu chúng ta bỏ cái này nó trở thành bộ xuyên, mà chỉ có nước nó rửa sạch. Nghe cái chữ Phật là gọi rửa lau chùi, chỉ có nước mới rửa sạch. Cái tâm của mình làm sao mà để tâm của mình nó giống như cái tâm của Phật, cái nước từ bi nó luôn luôn tuôn chảy để nó rửa sạch những cái thối hư tật xấu, những cái tính gì. Cho nên mỗi lần mà thầy cầm cái nước á, ly nước Xá Tịnh á, như là tâm của mình muốn hòa luôn vô đó. Mình muốn cứu người ta mà đâu biết làm sao mình cứu đâu. Vậy thì con gửi cái tâm con vô đây, con tẩy trừ cái nghiệp chướng này. Những cái vong linh nào mà nó còn phản phất đâu đây mà nó được rưới những giọt nước này, xin nó hãy theo con để tu tập. Và khi mà thầy học nhân điện rồi đó thì cái luân xa 4 của thầy nó nhịp hoài. Thầy biết nhiều người muốn đi chung với thầy, mà thực sự ra nếu quý vị có khả năng quý vị thấy nhiều người đi theo lắm, chứ không phải ít đâu. Nhiều người đi theo, xung quanh mình nhiều người lắm. Mà đến lúc mà người ta theo mình mà tâm mình tốt, người ta hưởng được cái từ trường đó, có người ta siêu, rồi người khác ta theo nữa. Mà chính cái sự đó là sự gia hộ cho mình trong cái âm dương, hay là trong cái phần mà học địa lý nó có nói là chúng ta có hai cái ngày gọi là âm quý nhân và dương quý nhân. Trong nhà mình mà thờ ông thần tài ông địa đó, thầy quán chiếu hai cái này thì thầy nói ông thần tài đó là dương quý nhân, là cái người đem tài lộc đến cho mình, còn ông địa đó âm quý nhân. Cho nên ở nhà mình thờ ông thần tài ông địa là truyền thống thôi, nhưng mà hầu như là cái người Việt của mình ai cũng thờ ông thần tài ông địa đó. Nhưng cái đó mình làm dĩa trái cây bình bông mình thờ ông thần tài ông địa là trong nhà của mình cho nó được phong thủy. Khi mà có khách đến thì cứ bưng dĩa trái cây nó lên mình đãi khách xong thì mua khách về để vô đó. Vì cái đó là vì cái ông thần tài đó là khách ta đến với mình, khách ta đến thì cứ bưng cái dĩa trái cây đó, đó. Đãi khách, khách về rồi để đó à, mua cái cát bỏ vô vậy đó. Rồi bữa nay mình nói sơ cái chữ Phật và quý vị hiểu chữ Phật là tu tốt rồi đó ha. Mình hiểu chữ Phật, mình quán chiếu, mình tư duy chữ Phật. Tại sao cái chữ Hán chữ Phật nó là gì? Thì tiếng Anh là Buddha. Thì khi mà mình đọc Buddha mình không có phê bằng này, chữ Buddha cũng được, nhưng mà mình đem phân tích chiếc tự thì cái chữ này tôi thấy nó hay hơn. Và khi tôi giảng thì tôi thấy là truyền thống của người Việt Nam á, thì phần lớn kinh tạng á, là chữ Hán là nhiều. Nhưng mà các vị tổ á, mà các vị mà gọi là chứng đạo á, thì ở Trung Quốc rất là nhiều. Thì tôi thì cho đến giờ này tôi chưa có duyên để đi đến Trung Quốc, nhưng mà tôi có cảm giác rằng tôi tưởng bển qua. Tôi có cảm giác là nhiều đời tôi tu bên đó, nhiều đời tôi tu bên đó. Nhưng mà sau đó thì không biết gì, một lý do gì mà tôi phát nguyện qua Việt Nam. Và phải nói là tôi yêu đất nước Việt Nam lắm. Có nhiều người hỏi là thầy đi khắp thế giới, nhưng mà thầy có muốn ở đâu không? Tôi nói là ở đâu cũng không bằng Việt Nam. Đó là made in Việt Nam. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn hạnh Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh.